nhìn đấy. Đây con này nhiều khoái luôn đấy, thịt mẹ một. Bác, nhìn đấy. Mò. Ok. Cố khiếp thật. Tiểu Bá Vương. Một ốc châu danh giá Trung Quốc. Con này nhiều xoáy luôn. Con này một xoáy con này trên người nó 6 xoáy. Ông chủ làm lại sân nữa đúng không? Lối chứ chảo dùng chi vô này. Chia không? Không sân được kia. Chia không? Sân sân được kia. Ấy à, vừa. Ủa châu rồi. Bù sâm, bù sâm. À, vô rừng ta hả? Đây, ta. Chưa chưa chờ, chưa công phu sửa huy. Cái này quay. Cái sổ cổ như này. Rồi, cắt này đi. Cứ chia tỏa lại thì này. Phan sổ cổ sổ cổ. Dã man như con lợn. Dã man như con lợn này. Nhìn ông kính. Cái trước nhà mình cũng như con lợn nhưng không như lợn này nhỉ. Đâu cái lúc mình đi Trung Quốc thì bắt đầu lúc gầy đi rồi. Đó dắt đi thẳng lên. Quay anh đặng clip.